Nhìn bình yên không? Quán này tên là Cà Phê Gió. Đây là không gian làm việc của một kiến trúc sư, và anh ấy có kết hợp mở cà phê với quầy bar luôn. Nhưng mà không hiểu sao mọi người lại đang chuẩn bị chuyển đi rồi. Mọi người còn đang dọn dẹp quầy bar luôn. Nên là không biết đây có phải là lần cuối cùng mình được qua đây không nữa. Nhìn thích ha. Lại là sau một cơn mưa và mình đang ở một không gian rất chill. Nước chảy rất sạch nè. Tiếc là cái quán này nó đang dọn rồi. Chứ không thì cũng giới thiệu cho mọi người địa điểm để tới chill. Mình không nghĩ là Huế lại nhiều nơi đẹp tuyệt vời như thế này, nó rất là hợp gu với mình. Thì cái nhà này mình cảm giác nha, nó giống như là phong cách Nhật, nhưng mà nó vẫn Vietnamese, người Việt Nam làm mà, một kiến trúc sư người Việt Nam. Mình rất thích những công trình kiểu như thế này đây. Đó, nhìn được không? Quay cái từ cổng cho mọi người xem nhé. Lúc ngồi trong không gian của căn nhà mang hơi hướng Nhật Bản này thì mình lại nhớ tới một tác phẩm mà mình rất yêu thích của một tác giả người Nhật. Đây là một cuốn tiểu thuyết mình đọc cũng lâu rồi, khoảng 5-6 năm trở về trước. Em sẽ đến cùng cơn mưa của tác giả Ichikawa Takuji, được xuất bản từ năm 2003. Câu chuyện kể về Takumi, một người đàn ông 29 tuổi vừa mất vợ, sống cùng cậu con trai 6 tuổi tên là Yuji. Yuji rất ngoan và rất là xinh. Một ngày nọ trong lúc dạo chơi thì Takumi và Yuji gặp lại Mio, người vợ của Takumi, trong một cơn mưa mùa hạ. Mio thực chất đã qua đời nhưng lại trở về trong hình hài của một người con gái thật sự, chứ không phải là một hồn ma. Nhưng mà Mio lại chẳng nhớ gì cả, không nhớ gì về bản thân và cũng chẳng nhớ gì về hai bố con. Trước khi chết thì Mio đã hứa với Takumi rằng cô sẽ đến cùng cơn mưa. Và đúng như lời hứa thì cô đã trở về, mang theo những kỷ niệm và tình yêu của hai người. Sự xuất hiện của Mio đã mang lại niềm vui và hạnh phúc cho Takumi và Yuji. Họ cùng nhau sống dưới một mái nhà, chia sẻ buồn vui trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, Mio thì đã không thể ở lại mãi mãi. Và sau 6 tuần, cô lại phải ra đi cùng những cơn mưa. Khoảng thời gian này rất là ngắn ngủi, nhưng mà những cái hạnh phúc và ấm áp mà ba người đã cùng chia sẻ với nhau, nó là thực, nó không phải là cơn mưa, nó cũng chẳng phải là giấc mơ. Mưa như là một phép màu ở trong câu chuyện này. Nó mang đến sự sống và sự tươi mới. Mưa cũng là một lời hứa. Mưa khiến cho mọi người hy vọng và có niềm tin sống. Nhưng mà mưa cũng là một sự chia ly, và nó nhắc nhở mình rằng mọi thứ đều có khởi đầu và kết thúc. Xuyên suốt trong câu chuyện thì mưa là một cái hình ảnh rất ám ảnh. Mình nghĩ rằng mưa lãng mạn, nhưng mà mưa cũng đượm buồn. Vậy nên cuốn sách này mang một màu buồn nhẹ nhàng, sâu lắng. Hình như cuốn sách Nhật Bản nào mà mình đọc nó cũng phải có những yếu tố buồn như vậy. Nhưng mà người Nhật miêu tả nỗi buồn đẹp lắm.
Cuốn sách này đối với mình thì nó đã đem đến những cái cảm xúc rất là chân thực về tình cảm gia đình, về tình yêu giữa vợ và chồng. Nhưng mà nó có một cái làn danh mờ ảo giữa mất mát và hy vọng. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chia sẻ của mình trong vlog ngày hôm nay. Luôn yêu mọi người và hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai nhé.